gia châu Á tiếc hai cầu thủ Việt Nam không thi đấu ở châu Âu. Chuyên gia bóng đá châu Á cảm thấy tiếc vì hai ngôi sao sáng nhất của tuyển Việt Nam không ra nước ngoài thi đấu để nâng cao trình độ. Hành trình của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại AFF Cup 2020 đã chính thức khép lại sau khi nhận thất bại 0-2 trước Thái Lan tại vòng bán. Kết, tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia bóng đá châu Á như Matthew Mohan, Chris Sanjay hay Gabriel Tang thì tuyển Việt Nam đang sở hữu cho mình hai ngôi sao cực kỳ sáng giá đó là Quang Hải và Hoàng Đức. Cả ba chuyên gia đều cho rằng hai cầu thủ này nên đến những giải đấu hàng đầu châu Á là Nhật Bản hay Hàn Quốc để chơi bóng. Thậm chí, có thể sang châu Âu để nâng cao trình độ bản thân. Cách đây không lâu, chuyên gia Gabriel Tang của kênh ESPN khu vực châu Á đã nhận xét với tầm vóc của mình. Quan Hải xứng đáng và đủ khả năng để thi đấu cho một câu lạc bộ hàng đầu tại Hàn Quốc hoặc Nhật Bản. Quan Hải nếu chơi ở đây sẽ thường xuyên được thi đấu ở AFC Champions League, giải đấu có tính cạnh tranh cao. Qua đó, cả mặt thể chất lẫn chuyên môn của Quang Hải đều tăng lên đáng kể. Điều này là hoàn toàn có lợi cho Việt Nam tại những giải đấu như ASEAN Cup hay vòng loại World Cup. Còn với Hoàng Đức, dù mới 23 tuổi nhưng những màn trình diễn của cầu thủ này tại AFF Cup 2020 là cực kỳ xuất sắc và có sự tiến bộ rõ rệt. Tiền vệ thuộc biên chế Việt theo từng chứng minh đẳng cấp của mình tại vòng loại World Cup 2022 và được các câu lạc bộ của Oman, Nhật Bản hay Hàn Quốc mời về thi đấu. Dẫu vậy, Đội bóng chủ quản của cầu thủ sinh năm 1998 đã khước từ mọi lời đề nghị để tìm một bến đỗ tốt hơn cho anh trong tương lai. Các chuyên gia bóng đá châu Á cũng lấy ví dụ về trường hợp của tiền vệ Chanathip. Thái Lan đang từng bước ghi dấu ấn của mình tại giải di lít 1 để khích lệ Quang Hải cùng Hoàng Đức tự tin trong việc xuất ngoại thi đấu. Tại vòng bán kết của AFF Cup 2020, ngoại trừ tuyển Việt Nam cả ba đội bóng còn lại đều sở hữu cho mình những ngôi sao đang chơi bóng ở nước ngoài như Chanathip Thái Lan. Ở Fanfendi Singapore hay Ije Maulana Indonesia, và điểm chung của các cầu thủ này là đều đang có những màn trình diễn tuyệt vời cùng sức ảnh hưởng lớn đến đội tuyển quốc gia tại giải đấu năm nay.